Em xin chào cả các bạn nhé. Chào các bạn đến công việc của mình nha. Đây, công việc của mình bây giờ là đi nhặt các củi đem về để nấu thôi các bạn ạ. Đây nha. Đấy, ta đi nhặt các que củi để đem về nấu nha. Thì là rất là nhiều củi luôn đấy. Mà nhà thì đang thiếu củi nấu rồi. Nên là mình lọc về để đem đi nấu nha. Đây, rất là nhiều củi đây các bạn này. Đấy. Đây mình lọc thịt vào các bạn thấy rõ hơn nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây. Ôi. Đây các bạn nhá. Nhặt củi để đem về mà nấu đây. Đây này. Nhặt mình củi thôi. Thì là củi rất là nhiều các bạn. Củi rất là nhiều cho nên là lạt hết. Đấy. Đấy, rất là nhiều củi cho các bạn này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Lạt được rất là nhiều củi cho các bạn này. Thế lạt củi mà đem về nha. Đây, que củi rất chi là nhiều luôn các bạn ạ. Nhiều không đếm xuể. Đấy, các bạn thấy chưa? Que củi khá là nhiều đấy các bạn ạ. Đấy, ném sang một bên. Đấy. Như thế mà thu gọn, làm hết tất cả những que củi ở đây về. Đấy. Nhiều nhà không có mà nấu, trong khi đó đây lại vứt hoang, chả làm gì. Thế mình đi lạt về nấu thôi. Đúng các bạn, tận dụng nhé. Bây giờ ga thì đang đắt. Cho nên là ta cứ vơ lại nha. Ta cứ vơ lại thôi các bạn ạ. Đấy. Lặt rất nhiều ra củi rồi các bạn này. Đấy. Lặt thật nhiều. Em về mà nấu các bạn. Đây. Các bạn thấy chưa nào? Rất là nhiều que củi đó các bạn này. Đây. Rất là nhiều luôn. Không thiếu các bạn. Lạt mãi không hết chứ đùa. Đây nha. Cứ thế mà nhạt thôi. Rồi, nhắm sang bên. Rồi, rất chi là nhiều que củi luôn các bạn. Nhặt củi đây. Đang phải đi nhặt củi đây.
được nhiều củi các bạn ạ. Thôi công việc của mình đây là kết thúc nhá. Tạm biệt tất cả các bạn.